Thầy chào các em, tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ viết chính tả bài Chợ Tết. Nội dung viết là 11 dòng thơ đầu của bài thơ Chợ Tết, từ dải mây trắng cho đến ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Các em chú ý lắng nghe thầy đọc. Chợ Tết. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi, sương hồng lam ôm ấp nóc nhà danh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh, người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc, những thằng cu áo đỏ chạy lon son, vài cụ già chống gậy bước lom khom, cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ, thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ, hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu, con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Đoàn văn cừ. Nội dung của bài thơ này chính là miêu tả bức tranh chợ Tết miền Trung Du giàu màu sắc, vô cùng sinh động với cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc của những người dân quê. Trong bài viết, các em lưu ý một số từ sau. Ở dòng thơ thứ tư, các em lưu ý nhớ viết hoa chữ Tết trong từ chợ Tết, bởi theo luật chính tả, tên của các dịp lễ đặc biệt trong năm thì chúng ta phải viết hoa. Từ ôm ấp. Ôm ấp là hành động ôm vào lòng với tình cảm yêu mến thiết tha. Trong từ này thì các em lưu ý cho thầy tiếng ấp. Trong tiếng ấp có vần ấp, các em dễ nhầm thành vần ấp trong từ đầy ấp. Nóc nhà danh. Nóc nhà danh có nghĩa là chỗ cao nhất của một cái mái nhà được lợp từ những cái vật liệu tự nhiên như là tre, nứa hay là lá. Trong cụm từ nóc nhà danh, các em chú ý cho thầy tiếng nóc. Trong tiếng nóc có vần ốc mà các em dễ nhầm thành vần ốc trong từ nốt, như là từ nốt nước, nốt ao. Trường hợp thứ hai, các em chú ý cho thầy tiếng danh. Trong tiếng danh, các em chú ý âm đầu là gì, các em dễ nhầm thành âm đầu giờ trong tiếng danh của từ địa danh hay là danh từ. Từ tiếp theo, mép. Mép có nghĩa là phần phía ngoài cùng của bề mặt của vật có hình tấm. Trong tiếng mép này thì các em chú ý cho thầy vần ép. Các em dễ nhầm vần ép này với lại vần ép trong tiếng mét, tên của một đơn vị đo độ dài. Từ cỏ biếc. Cỏ biếc ý chỉ là màu, một cái màu cỏ xanh tươi ha. Trong từ cỏ biếc này thì các em chú ý cho thầy tiếng biếc. Trong tiếng biết có vần yết, các em dễ nhầm với lại vần yết trong tiếng biết của cái từ là hiểu biết. Từ lon son. Lon son là từ miêu tả cái dáng đi, dáng chạy nhanh nhẹn, thường là của những đứa trẻ con, trẻ em. Trong từ lon son này thì các em chú ý cho thầy tiếng son. Trong tiếng son, các em lưu ý là âm đầu sờ, các em dễ nhầm với lại âm đầu là sờ trong tiếng son của từ cây son, son sắt. Từ tiếp theo, chống gậy. Chống gậy là một cái hoạt động thường là của những cái người già hay là những người bị khuyết tật về chân. Họ dùng cái cây gậy họ chống dưới đất để mà họ tránh bị ngã, có một cái điểm tựa. Trong từ chống gậy này thì các em lưu ý cho thầy tiếng chống. Trong tiếng chống có âm vần ông, các em dễ nhầm với lại vần ông trong tiếng chóng của từ trong chóng hay là nhanh chóng. Trường hợp thứ hai, các em chú ý cho thầy âm đầu chờ, các em dễ nhầm với lại âm đầu là trờ trong tiếng trốn của từ cái trốn. Từ lom khom. Lom khom miêu tả dáng vẻ hay là cái tư thế còng lưng xuống để làm một cái việc gì đó. Trong từ lom khom này thì các em đặc biệt lưu ý cho thầy vần om ở cả hai tiếng, bởi vì vần om này các em dễ nhầm với lại vần ôm trong từ lôm khôm hay là nhầm với lại vần ôm trong từ lom khom. Cả hai từ lôm khôm hay là lom khom này đều không có nghĩa và nó không hề tồn tại trong từ điển tiếng Việt nha các em. Từ tiếp theo, ngộ nghĩnh. Ngộ nghĩnh nghĩa là có những nét khác lạ, gợi cảm giác hay hay, buồn cười một cách đáng yêu. Trong từ này,
Các em lưu ý cho thầy tiếng ngữ. Trong tiếng ngữ có thanh ngã, các em dễ nhầm với lại thanh hỏi trong tiếng ngữ của từ nghinh ngữ. Trường hợp thứ hai, các em dễ mắc cái lỗi sai cơ bản, đó là các em viết âm đầu là ngờ đơn khi mà kết hợp và lại sau nó là âm y ngắn. Từ cuối cùng, yếm thấm. Yếm thấm ý chỉ là cái áo yếm của những người phụ nữ thời xưa hay của những người phụ nữ dân tộc vùng cao. Trong từ này thì các em chú ý cho thầy tiếng thấm. Trong tiếng thấm có vần âm, các em dễ nhầm thành vần âm trong tiếng thấm của từ thấm nước, thấm máu, thấm đẫm. Trước khi viết, các bạn lưu ý một số điều sau. Bài thơ này các bạn viết lùi vào hai ô. Chữ cái đầu mỗi dòng thơ thì các bạn phải viết hoa. Một dòng thơ gồm có 8 tiếng, cứ viết hết 8 tiếng thì các bạn phải xuống dòng. Và các bạn đặc biệt lưu ý tư thế ngồi trong khi viết. Bây giờ thì các bạn chú ý lắng nghe thầy đọc. Chợ Tết. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi. Dải mây trắng. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi. Đỏ dần trên đỉnh núi. Xuống dòng. Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà danh. Sương hồng lam. Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà danh. Ôm ấp nóc nhà danh. Xuống dòng. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh. Trên con đường. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh. Viền trắng mép đồi xanh. Xuống dòng. Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Người các ấp. Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Tưng bừng ra chợ Tết. Xuống dòng. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc. Họ vui vẻ. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc. Kéo hàng trên cỏ biếc. Xuống dòng. Những thằng cu áo đỏ chạy lon son. Những thằng cu áo đỏ. Những thằng cu áo đỏ chạy lon son. Chạy lon son. Xuống dòng. Vài cụ già chống gậy bước lom khom. Vài cụ già chống gậy. Vài cụ già chống gậy bước lom khom.
Bước lom khom xuống dòng. Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. Cô yếm thắm. Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. Che môi cười lặng lẽ xuống dòng. Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ. Thằng em bé. Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ. Nép đầu bên yếm mẹ xuống dòng. Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu. Hai người thôn. Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu. Gánh lợn chạy đi đầu xuống dòng. Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Con bò vàng. Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Ngộ nghĩnh đuổi theo sau xuống dòng. Đoàn văn cừ. Đoàn văn cừ. Rồi bây giờ các em chú ý lắng nghe thầy đọc lại lần nữa để dò soát lỗi nhé. Chợ Tết. Dải mây trắng đỏ dần trên đỉnh núi. Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà danh. Trên con đường viền trắng mép đồi xanh. Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết. Họ vui vẻ kéo hàng trên cỏ biếc. Những thằng cu áo đỏ chạy lon son. Vài cụ già chống gậy bước lom khom. Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. Thằng em bé nép đầu bên yếm mẹ. Hai người thôn gánh lợn chạy đi đầu. Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. Đoàn văn cừ. Trước khi kết thúc tiết học, thầy có phần dặn dò. Các em hãy làm bài tập 2 ở sách giáo khoa trang 44. Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mẫu chuyện dưới đây. Biết rằng ô số 1 chứa tiếng có âm đầu sờ hay sờ. Còn ô số 2 chứa tiếng có phần ức hay ức. Còn đây là mẫu chuyện một ngày một năm. Các em nhớ sau khi làm bài, các em hãy gửi về bài làm của mình cho giáo viên chủ nhiệm nhé. Thầy chào các em.